Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 12 tại tỉnh Bình Định, Phú Yên có gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Vùng ven biển có nơi cấp 9 gây thiệt hại lên nhiều làng hoa Tết và nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng. Cụ thể, sáng nay ngày 18 tháng 12 tại thành phố Tuy Hòa, Phú Yên có gió giật mạnh, khiến nhiều xe máy đang lưu thông trên đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa bị quật ngã. May mắn không có người bị thương. Gió lớn kèm theo lốc cũng đã càn quét vào nhiều làng hoa Tết ở thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Nhiều chậu hoa cúc có chiều cao hơn 1 mét ngã đổ, gãy đọt, dập nụ, nguy cơ thất thu vụ Tết. Trồng hoa Tết đến nay đã hơn 20 năm, nhưng chưa năm nào bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, 61 tuổi, ở làng Cúc Đống Đa, gặp phải cảnh cuối năm vẫn còn mưa gió, lốc như bão. Bà số tiền đây rất là nhiều, nhưng mà bây giờ dày là coi như là không có hoa rồi, là không có đạt được. Cũng như mình cũng là lấy ra tiền mình làm là tiền vay, tiền mượn không, mà đâu phải tiền nhà mình làm sao có số nhiều được. Nhưng mà mình làm ra mấy trăm triệu mà giờ nó dày thiệt chứ mình cũng đau khổ chứ hôm giờ thiệt chứ. Hư quá nặng nề, nào là giờ công, nào là bông hư, cho nên giờ dân là tổn thất nặng nề lắm. Dạ. Hư ao. Nhưng mà cố gắng phục hồi đây mà không biết nó sẽ đi tới đâu. Làng hoa cúc Đống Đa xuống giống hoa Tết từ nửa cuối tháng 6. Tuy nhiên do ảnh hưởng thời tiết bất thường nên những tháng qua người trồng hoa ở đây khá chật vật, trong khi các khoản chi phí phân bón, thuốc thang cho hoa tăng chóng mặt. Đặc biệt, trận ngập lụt vào tháng 10, tháng 11 đã khiến nhiều nhà vườn bị ảnh hưởng.